Hôm nay đoàn sẽ được đi máy cày vào suối Tâm Suối. Tất cả mọi người đều được lên TV. Sau một ngày làm cái chương trình phát quà cho bà con cũng như là làm cái chương trình trung thu cho các bé thì chiều ngày hôm ấy được bà con lại sử dụng những cái chiếc máy cày để mà chở tụi mình vào tận sâu ở trong bìa rừng Tắm Suối. Và phải nói thật sự chuyến đi này rất là thích. Đây là một trong những cái chuyến đi mà khá là thú vị, khá là thích. Đoàn được rất là nhiều cái trải nghiệm và qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những cái cung đường đi, qua những cái đoạn đường đèo, những cái đoạn đường sương mù, đồi núi, rồi cho đến những cái đoạn đường khó đi, xe 54 chỗ vào không được. Đây là khung cảnh ở trong buôn làng. Rồi vào làm cái chương trình với bà con, với các bé, với cái chương trình trung thu, được tận mắt chứng kiến cái đời sống khó khăn của bà con, của các bé thiếu nhi rất là mến tụi mình, rồi chơi đồ chơi phát quà, rồi chiều nay lại được cái anh tài xế này anh chở đi cái chiếc máy cày khá là thú vị này nữa. Và khi mà đi vào trong suối thì các bé ở đây chạy theo tụi mình. Mình thì đi máy cày, còn các bé là không biết giỡn nguyên cả ngày rồi mà vẫn còn sức. Có những bé là chạy theo tụi mình luôn, chạy khá là nhanh. Có những bé là đu theo máy cày rồi chạy theo tụi mình, chạy theo để chơi đùa với tụi mình, rồi vào tận tiết ở bên trong suối tắm với tụi mình luôn. Đấy, rất là vui, rất là thú vị. Đi máy cày là một cái trải nghiệm cực kỳ hay, cực kỳ lý thú mà mình cũng từng làm rất là nhiều những cái clip. Nếu mà bạn có dịp đi về Tây Nguyên, có dịp đi về những cái vùng đất mà xa trung tâm, địa hình hiểm trở khó khăn, thì ở đây bà con sẽ di chuyển bằng những cái máy cày như thế này. Tới chưa, tới chưa? Bị lung rồi, bị lung rồi, bị lung rồi, bị lung rồi. Xuống đẩy mọi người ơi, xuống đẩy. Không có, đùa, em đùa, em đùa, em chọc mọi người á. Đứng yên nha mọi người, đứng yên nha. Quá sợ hãi, quá sợ hãi. Không có sao đâu, để một mình chạy xuống mình quay phim thôi. Cái lát hồi mở dụng như qua cái đoạn ngầm nó dài quá, em cứ để cũng xin qua bên đây nè. Đây cái chỗ đó của mình, cái chỗ đó bạch, cái chỗ đó của mình á. Bạch của mình rồi đó. Để sau. Vừa là cái phương tiện di chuyển nè, vừa là cái phương tiện để cho bà con chở hàng nông sản, ví dụ như là chở cà phê, rồi chở tiêu, chở những cái vật dụng hàng ngày bằng những cái chiếc máy cày. Và khi mà tụi mình đến đây làm chương trình thì được trải nghiệm đi những cái chiếc máy cày như thế này khá là thú vị, khá là thích.
ngồi những cái chiếc máy cày như thế này khá là rung, khá là sợ, gục gình qua gục gình lại, rồi có những đoạn máy cày chạy không được, mình phải xuống đi bộ. Đấy, khá là vui luôn, rất là tuyệt vời. Đi cái này giống như là đi tàu lượn ấy mọi người, gình qua gình lại, gình lên gình xuống, ghê cực kỳ luôn. Nghiêm quá luôn. Ờ, cái chỗ này lúng quá, sao ra quá. Cái chỗ này sao qua ta? Cao lên, những bàn chân. Rồi, qua đường rồi đó. Nói chứ cái bánh máy cày nó rất là bự. Chơi okay, của ta chưa? Bác Tài đi. Hay quá bác Tài ơi. Rồi. Ngay đây nè, ngay cái hố đây cũng ghê nè. Ây da. Có được những cái trải nghiệm thú vị như thế này phải nói là đáng nhớ trong cuộc đời của chúng ta, trong mỗi cái hành trình, mỗi cái chương trình và mỗi cái lần mà đi như thế này đều có những cái gọi là đáng nhớ, đều có những cái gọi là rất là thích. Sau khoảng 45 phút đi máy cày gục gình qua gục gình lại rồi lên dòng xuống dốc la ó lung tung thì chúng ta cũng gần tới cái suối rồi, và đi qua một cái cây cầu gỗ như thế này đây. Giờ chúng ta nhảy xuống đây chúng ta tắm hả? Đi mọi người ơi, đi tới đi.
Ủa, ở đây nhảy luôn à? Hả? Nhảy xuống dưới hả? Ghê quá. Nước sâu rồi, đi bộ đi, phút rèn có sát á. Nước sâu không? Thôi chỗ đó kìa. Ơ trời, băng nhỏ. Tiếp, tiếp tục. Rồi chỗ nào cạn chút. Cửa này vẫn đi rồi. Rồi đỡ mình nhảy xuống ra, không có. Bạn có biết bơi không? Chạy xuống. Rồi, ơi, cây cây dưới không? Đưa đây, đưa chút em ra. Đưa đây. Đi đi cái chuyến đi này á thì này này thấy không đó, thấy cái quần không? Em có thấy cái quần của em không Trung? Em có thấy cái quần của em không Trung? Rồi thì những cái quần như thế này á là về các bạn giữ lại nha, giữ lại xong ép plastic treo lên chừng mí này này đó, đó giữ lại. Chỉ có con bé áo đỏ kia là kỹ quá à. Đi như bé đó là thấy không ổn rồi đó. Quần áo gì đâu mà xịt tơn à. Chứng tỏ là không có lăn lê bà lết nhiều nè. Quay lại coi đặc sản kì. Anh tài xế nè. Tài xế rất là cứng. Tài xế tài lái cao á. Dạ. Vào trong này là xa trung tâm lắm luôn ạ. Đường đi rất là khó khăn. Rồi lúc nãy giờ là mọi người cũng phải lội bộ đi một đoạn. Thì để mà vào được cái suối ở trong này đi để trải nghiệm. Cuộc sống bà con trong này còn rất là khó khăn. Họ còn nấu củi nấu đồ chứ mình không có thấy bếp ga bếp đồ. Mình nấu củi rồi như thế này nè. Ừ, thấy đó thì bao đẹp rồi. Không nhưng mà xuống nó tắm luôn á. Từ đi xuống dưới là tắm luôn á. Đấy chưa? Đó, nó ngập nước luôn rồi đó, nó ngập nước luôn rồi đó. Muốn đường kia đi không đi. Được hả? Đường kia sao đi không được? Không đi được hết rồi. Này nè, đi xuống thác rồi đây nè, đó nó tắm dưới kìa. Rồi đi thôi. Đi đi tắm đi em, đứng đây nhìn đường rồi. Đi rồi mình lên trên đầu trên kia kìa, trên này kìa. Đi sai đường rồi. Đi đường kia, anh nói đường kia đi đâu có được. Đó, đi đâu cũng cổng hết á. Bây giờ đi tắm suối nó cũng bắt cổng. Nó quay dọc là thấy cái suối rồi. Thấy suối ở phía sau rồi. Thank you.
để ba lô đó đi, em mình bắn cái này đi. Oh,
lên đi, lên đi, lên đi.